Cướp táo tợn giật ngã nữ sinh giật điện thoại ngay cổng trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Bị chống cự khi giật điện thoại ngay trước cổng trường, hai tên cướp táo tợn giật ngã nữ sinh xuống đường để lao xe máy tháo chạy. Vụ việc xảy ra chiều ngày 21 tháng 9 trước khu vực cổng trường trung học cơ sở Bà Điểm, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ vụ việc cướp giật táo tợn này đã được camera an ninh khu vực ghi lại. Cụ thể, khoảng 15 giờ 42 phút, nữ sinh đang đứng trước khu vực cổng trường để gọi điện cho người thân. Đến đón sau giờ tan học thì có hai thanh niên đi xe máy chạy áp sát và giật điện thoại. Bị đối tượng ngồi sau xe máy giật bất ngờ, nữ sinh giằng lại khiến điện thoại rơi xuống đường. Ngay sau cú giật điện thoại và bị giằng co, tên cướp ngồi sau xe máy cũng bị kéo ngã nhào xuống đường cùng nữ sinh. Thời điểm này, đồng bọn đi cùng chạy xe máy tới phía trước một đoạn hơn 10 mét thì dừng lại chờ. Khi tên cướp ngồi sau lẩm ngẩm đứng dậy sau cú ngã, cầm điện thoại chạy đến đồng bọn chờ thì nữ sinh tiếp tục nhau tới chặn đầu xe. Sau khoảng thời gian giằng co, hai tên cướp xô đẩy rồi giật ngã nữ sinh xuống đường rồi trụ ga tháo chạy trước sự bất lực của nạn nhân. Do vụ việc diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp đến ứng cứu.